Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ review về hai món đồ trong makeup. Thứ nhất đó chính là Cushion M. Và cái thứ hai đó là son môi của nhà MZ, màu số M6 nha mọi người. Thì đầu tiên Cushion này mình được biết đến là tại vì mình có một bạn cùng phòng nó xài, xong mình thấy nó xài rất là ok cho nên mình đã mua. Thì mình đã quên giá của cái Cushion này rồi, nhưng mà mình nhớ nó không tới 200.000 đâu mọi người. Trên đây nó ghi là phấn nước Misa M Magic Cushion. Thì bây giờ mình sẽ review về cái này để mọi người biết được là nó magic tới cỡ nào nha mọi người. Đầu tiên là về bao bì, mọi người có thể thấy là hộp của nó màu trắng và có in hiển của Missy rất là rõ đây. Cái này là sản phẩm của Hàn Quốc. Hộp của nó để vô đây như thế này, đóng lại, và khi mở ra thì cái trong đây nó, cái hộp của nó khá là đẹp nha mọi người. Nó có một cái nút chỗ này bấm để mở ra, mình chỉ cần bấm vô cái nút này để mở cái hộp này ra như thế này. Trong đây thì có một cái gương, và một cái gọi là miếng mút để mình dặm bông gắn cho ta như thế này, và có thêm một lớp để mà mình mở ra nha mọi người. Và đây là chất Cushion. Mình chọn tông màu hơi tối một xíu tại vì da của mình hơi không được sáng, mà da mình phải da trắng đó mọi người, cho nên mình chọn cái tông màu hơi gọi là thiên về ngâm, cho da ngâm một xíu. Bây giờ mình sẽ apply cái Cushion này lên da. Thì da mặt hiện tại của mình có đánh một lớp gọi là một lớp lotion, một lớp kem chống nắng và chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ đánh cái lớp Cushion này lên cho mọi người xem, giống như là mình đã nói lúc nãy xem là nó magic tất cả nào nha mọi người. Thì lúc mà mình dậm cái bông này lên nè, mọi người thấy nè, cái chất của nó này rất là ok luôn ấy. Thì bây giờ mọi người, cái Cushion này nó rất là thấm tốt ở trên một lượng, mình thường đánh một lượng rất là nhỏ, chứ không là nó sẽ dày, tạo thành một lớp rất là dày trên da mình luôn đấy. Nhìn nó gọi là mất tự nhiên á mọi người. Ôi chết rồi, mình đánh mắt bị dày rồi. Đây mình đánh một bên cho mọi người xem nha. Thấy chưa? Ủa nói chưa? Thật ra là mình rất là ưng luôn. Nhìn mặt bên này nè, da mình bị mỏng á, cho nên có lộ mấy cái đường gọi là đường gân ấy mọi người. Đây nè, bên này không tì vết luôn á nha. Đây nè, bên này không tì vết luôn á nha. Nhìn trán này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành apply đầy mặt nha. Nó có cái gương á mọi người, cho nên rất là tiện luôn, mình không cần phải cầm cái cây gương của mình, khá là bự. Một tí nữa cho mình trán, rồi trắng đó mọi người, mình đánh hơi bị dày ấy. Thật ra
Hôm nay mình làm clip nha, mình cố tình đánh dày hơn một xíu để mọi người thấy rõ. Chứ thật sự nếu mà bình thường ra đường mình chỉ đánh một lớp rất là nhẹ thôi mọi người. Tại vì á, cái cushion này á, mọi người mà đánh dày á là nó sẽ bị lộ vân. Nhìn từ xa thì đẹp lắm, bóng lưỡng à. Nhưng mà khi mà lại gần ấy, ngồi gần ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là nó hơi bị trôi ra bên ngoài ấy. Tại vì mình không có dùng kem nền, cũng không có, nói chung là không có apply đầy đủ các bước của make up, kem nền, phấn phủ này nọ. Cho nên cái cushion này mình có vậy thôi. Này, khi mà nhìn gần này, xong nhìn trắng bệch luôn rồi, cái dùng từ trắng bệch luôn đấy. Thì bây giờ mình sẽ đóng lại cái cushion này và mình sẽ dùng một ít son đánh lên má để bớt bệch nha mọi người. Thì mình xài lại cái gương này đi cho nó tiện nha. Đánh lên trên đó đã đỡ, đã đỏ xíu để nó không có bị dập trân. Cushion này nếu mà cho mình đánh giá thì mình sẽ đánh giá cho nó là tầm 8 điểm trên 10, với cái độ che phủ rất là tốt, đặc biệt ốp đặc biệt nếu là các bạn đi đêm, đi chơi vào ban đêm đánh cái này lên là mặt luôn lên luôn, không cho dù có mụn có thâm gì đảm bảo không ai nhận ra luôn. Trời ơi, nói chung là xuất sắc lắm mọi người ơi. Không, tại vì mình làm clip này là ban ngày thôi chứ mà hả, đánh vào ban đêm là mê người luôn mọi người. Nhìn da nó bóng, nó căng, nó không tì vết luôn đó mọi người. Cho nên đó, mỗi lần mà mình úp hình lên ấy thì có một người bạn khen mình da đẹp là nhờ có sự hỗ trợ của em này nha mọi người. Thật ra mình cũng có một vài mụn trên này, trên trán này, mụn mình hay lên mụn vùng này tại vì mình dùng dầu xả, với lại cái dầu xả mà mình gọi lên tóc mình đã cố gắng apply vào cái phần đuôi tóc thôi nhưng mà nó vẫn bị dính dính vùng này nè. Xong cái này lên mụn chỗ này, lâu lâu thì có một vài yên chỗ này, nhưng mà mặt mình chung quy lại là cũng ít bị lên mụn, mà lâu lâu vẫn mặt vẫn có, cứ có cứ hễ mình thấy một vài đúng đúng là mình bắt đầu tìm cách rồi đó, chứ không có để nó tràn lan được. Xong, đây là về cushion và tiếp theo chính là cái son MC này. Bây giờ trên môi mình hiện tại là đang dùng cái cây son của nhà Yến để làm nền. Bây giờ mình sẽ đánh cây son MC màu 06, xin lỗi bạn, màu M6 này cho mọi người nha. Cái màu này nó đỏ trầm một xíu nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vẫn dùng cái gương của cái này để mình apply son lên cho mọi người coi nha. Ok, cái này mình sẽ đánh lòng môi thôi mọi người. Cái son này màu khá là ưng. Thực sự thì tại vì vì màu thì không nói là tại vì màu là do mình chọn, nhưng mà vì cái chất son ấy thì nó cũng là ok, nó không quá khô, nó có gọi là một lớp bóng lên môi rồi nè mọi người. Mọi người thấy không, một lớp bóng trên môi, nhưng mà cái lớp bóng đó thì cũng là cái lớp mà khiến mình không thích cây son này lắm. Tại vì nó, mình không thích cái gì đó nó hơi bị bóng bẩy trên môi của mình đó mọi người. Mình thích nó
apply vào và nó có độ như là dính vào trên môi của mình nhiều hơn. Cho nên nó mặc dù là những cái xăng khô á thì nó gây khó chịu cho môi, nhưng mà thật sự nếu mà cho mình lựa chọn, mình vẫn chọn đánh những cái cây son khô á, chứ mình không ít khi đánh những cái cây son mà có cái gọi là bong bóng lên môi này nè, mình không thích lắm. Ok, đó là về hai sản phẩm. Thứ nhất đó là Magic Cushion của nhà em. Đây một hộp này giá không tới 200k nha mọi người. Và cây son của nhà MC màu mờ xám đánh lên môi của mình. Cây son này cũng không, hình như cũng trăm mấy, không tới 200k đâu. Mình mua lâu quá mình không nhớ. Thì bình thường nếu mình ra ngoài mà gọi là có tiệc thì sẽ là mình sẽ dùng lớp cushion này và đánh son. Thì những bước kẻ chân mày kẻ mắt thì mình không nói rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng mà giống như mình đã nói là mình không xài kem nền, cho nên cái cushion này chính là chân ác của đời mình. Và mình không có xài những cái sản phẩm đắt tiền làm gì. Đây, như vậy là đủ độ magic rồi đó. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi cái channel của mình nha. Mọi người vẫn tiếp tục ghé kênh của mình để xem những cái clip mà mình review về này nọ xung quanh cuộc sống của mình thôi. Cảm ơn các bạn, bye bye.